Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live. Và Tuyến Miên rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề bệnh đau dạ dày. Và nếu quý vị muốn được tư vấn kỹ hơn về từng trường hợp bệnh cụ thể khác nhau thì quý vị ngay bây giờ có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0823 800 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tuvanbacsi115a@gmail.com. Vâng, và trong cuộc sống ngày càng hiện đại hóa như hiện nay thì dường như là con người ta quên mất việc phải chăm sóc cho bản thân mình đến bữa ăn giấc ngủ của mình. Cho nên là căn bệnh đau dạ dày thì ngày càng phổ biến hơn bao giờ hết. Và căn bệnh đau dạ dày là gì và làm thế nào có thể phòng tránh nó cũng như là chữa trị nó một cách khoa học và hiệu quả nhất là một câu hỏi lớn được đặt ra. Chính vì thế ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đã mời đến trường quay dược sĩ Trần Duy Khanh sẽ cùng với chúng ta, đồng hành cùng chúng ta trong việc giải quyết vấn đề này. Vâng, xin chào dược sĩ Trần Duy Khanh và cảm ơn anh đã nhận lời mời của chương trình có mặt ngày hôm nay. Xin chào MC Thúy Miên, xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa chuyên gia, tuần vừa qua thì chương trình có nhận được rất nhiều các câu hỏi liên quan về vấn đề về căn bệnh đau dạ dày. Và trong số đó thì có câu hỏi của anh Phạm Văn Trung, sống tại Thừa Thiên Huế, có câu hỏi như sau. Tôi năm nay 41 tuổi, thường xuyên tiếp khách nên không hạn chế rượu bia được. Tôi thường xuyên ợ to, nóng sát vùng thượng vị, hơi thở có mùi, dù tôi vệ sinh răng miệng rất sạch sẽ. Chuyên gia cho tôi hỏi là những triệu chứng đó có phải là tôi bị bệnh dạ dày không? Và cách phòng chữa bệnh đau dạ dày là như thế nào? Vâng, chuyên gia có thể phân tích kỹ hơn về cái tình trạng bệnh cụ thể của anh Phạm Văn Trung không ạ? Với những cái biểu hiện cũng như là cái triệu chứng mà khán giả vừa mới chia sẻ và kết hợp với cái việc thường xuyên là nóng rát vùng thượng vị và đi ngoài có phân đen thì có thể bệnh nhân đã bị cái dấu hiệu ban đầu của bệnh lý viêm dạ dày. Vâng, vậy thì cái thực trạng bệnh đau dạ dày nó diễn biến như thế nào trong cuộc sống và nó hướng tới những cái đối tượng như thế nào ạ? Với cái nhịp sống hiện đại ngày nay, cái việc là ăn uống sinh hoạt không được khoa học và cái thời gian dành cho nghỉ ngơi không được nhiều thì cái bệnh lý về dạ dày đang trở nên gặp trong thường xuyên hơn trong cuộc sống. Theo rất nhiều các nghiên cứu chỉ ra rằng là bây giờ hiện tại thì có thể đến 70-80% dân số đã có những cái dấu hiệu, có những cái triệu chứng của bệnh đau dạ dày với cái nguyên nhân như là làm việc vừa ăn này, hoặc là chúng ta không có đủ thời gian ấy. Buổi trưa chúng ta vừa ăn vừa làm việc, hoặc là buổi tối về quá muộn, ăn uống không được đúng thời gian thì chính là cái sự xáo trộn về nhịp sống sinh hoạt như thế thì nó sẽ gây nên các bệnh lý về dạ dày. Vậy thì cái bệnh này thì nó có thể mắc vào những cái đối tượng như thế nào ạ? Các cái đối tượng có thể gặp phải các bệnh lý về dạ dày, ví dụ như là những người mà dân văn phòng chẳng hạn thì làm việc nó không được, cái nhịp sống sinh hoạt nó không được thường xuyên, cũng như là cái nhịp sinh lý ấy, nó không được thường xuyên. Ví dụ có thể là làm buổi trưa quá một tí, bỏ bữa, hoặc là buổi sáng có nhiều người là giảm cân thì buổi sáng hoặc buổi trưa lại bỏ bữa, chính cái việc này nó cũng ảnh hưởng đến dạ dày. Hoặc là những người lao động nặng, vừa ăn xong đã phải lao động nặng rồi thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày. Hoặc là những người mà bị bệnh xương khớp phải dùng các thuốc chống viêm NSAID thì cũng là những cái nguyên nhân mà dẫn đến đau dạ dày. Hoặc là ở trong nhà mà có người bị viêm dạ dày mà có vi khuẩn HP thì vi khuẩn HP nó lại lây truyền qua đường tiêu hóa, thì trong cái bữa ăn cũng như là cái sinh hoạt hàng ngày có thể trong một thời gian nào đấy vi khuẩn HP nó sẽ lây nhiễm từ người này sang người khác, nhưng mà nó có thể biểu hiện hoặc chưa biểu hiện ra các triệu chứng bên ngoài. Vâng, có thể thấy là trong câu hỏi của anh Phạm Văn Trung gửi tới chương trình thì có nhắc tới một vài dấu hiệu như là ợ to, nóng rát vùng thượng vị, hơi thở có mùi.
Vậy thì ngoài những cái dấu hiệu này thì ta còn cái dấu hiệu hay là cái triệu chứng nào khác nữa để có thể nhận biết ra căn bệnh đau dạ dày không ạ? Ngoài hơi này, nóng rát cùng thượng vị này thì có thể một cái dấu hiệu nữa chứng tỏ là bệnh nhân bị viêm loét dạ dày có thì máu đó là đi ngoài phân đen, tức là máu nó cứ rỉ rỉ qua cái đường tiêu hóa nó ra bên ngoài, và bệnh nhân đi ngoài thì không có cái màu bình thường, màu nó hơi màu đen đen, thì có thể nghĩ đến là đã bị bệnh lý về dạ dày. Vâng, rõ ràng có thể thấy là có rất nhiều cái dấu hiệu cũng như là cái triệu chứng để chúng ta nhận biết ra căn bệnh đau dạ dày này. Vâng, và chuyên gia có thể nêu thêm về cái cách đề phòng cũng như là phòng tránh để cho khán giả của chương trình có thể nắm rõ và có thể phòng tránh tốt được căn bệnh này không ạ? Có một số cách như sau. Thứ nhất là giảm stress, tức là cái cuộc sống hiện đại, đây có thể gọi là một trong những bệnh của cuộc sống hiện đại. Với cuộc sống hiện đại như này, nó có nhiều áp lực về thời gian, áp lực về các deadline, áp lực về rất nhiều thứ, thì nó sẽ làm cho căng thẳng thần kinh và làm cho cái axit dạ dày nó tiết ra nhiều hơn. Đây cũng là một nguyên nhân gây ra đau dạ dày. Thì chúng ta chỉ cần là làm sao giải tỏa được stress, hãy vứt cái nặng cuộc sống này rồi những cái âu lo ra bên ngoài, thì cái nguyên nhân đó nó sẽ giảm dần đi, thì cái triệu chứng cũng như là cái bệnh lý đau dạ dày ấy nó sẽ thuyên giảm phần nào. Cách thứ hai đó là thay đổi về chế độ sinh hoạt. Chế độ sinh hoạt ở đây, chúng ta một ngày đã làm việc 8 tiếng rồi, thì có một nguyên tắc bất di bất dịch ấy, tôi vẫn khuyên bệnh nhân của mình, đó là khi về nhà hãy bỏ cái những cái lo lắng, những cái áp lực của công việc ra bên ngoài, và hãy tận hưởng những cái vui vẻ của gia đình. Thì cái chính những cái vui vẻ như thế ấy, nó sẽ làm cho hormone của cơ thể tiết ra nhiều hơn để giải tỏa stress, và làm cho cái bệnh này nó sẽ cũng giảm đi phần nào. Thứ ba đó là chế độ về ăn uống. Ăn uống thật sự phải là khoa học, phải thật sự điều độ. Chúng ta có một ngày chúng ta sẽ ăn là 3 bữa, nhưng mà tôi hay khuyên các bệnh nhân là nên mỗi bữa cách nhau 5 tiếng. Và buổi tối thì thường nên ăn lúc 7 giờ và thường có giấc ngủ lúc khoảng 10 giờ. Theo rất nhiều các nghiên cứu chỉ ra rằng ấy, thì bữa tối nên cách cái giấc ngủ từ khoảng 3 tiếng để làm sao cho thức ăn được tiêu hóa được phần nào, để tránh cái việc là vừa ăn xong đã đi ngủ thì nó sẽ làm gây áp lực cho dạ dày. Cái nhịp sống khoa học cũng như là việc ăn uống như thế, nó làm sao đến nó khoa học thì bệnh đau dạ dày nó sẽ thuyên giảm được phần nào. Và buổi tối thì chúng ta nên tránh các đồ ăn mà khó tiêu, ví dụ như là các đồ ăn nhiều dầu mỡ này, các đồ ăn chiên rán, mà nên ăn những cái đồ ăn nhẹ thôi, thì nó dạ dày chúng ta sẽ làm việc nó thoải mái hơn và tiêu hóa tốt hơn. Vâng, vừa rồi thì chuyên gia đã chia sẻ rất kỹ về các cách đề phòng như là phòng tránh căn bệnh này. Và quay trở lại vấn đề của anh Phạm Văn Trung, là anh đang bị mắc bệnh rồi. Vậy thì có những cái phương pháp nào hữu hiệu và phù hợp với cái tình trạng hiện tại của anh để anh có thể mau chóng cải thiện được tình trạng sức khỏe của mình ạ? Trong dân gian ấy, hay thường là dùng cái bột nghệ. Bột nghệ thì khi mà bệnh đã điều trị hết vi khuẩn HP này, hoặc là theo cái điều trị của bác sĩ đã ổn rồi, thì hàng ngày quý vị khán giả có thể là sử dụng bột nghệ làm như một cái thức ăn hoặc là những cái thực phẩm hàng ngày. Thì chính những cái này, cái đơn giản như này, nó cũng góp phần nào để ngăn ngừa cái việc tiến triển của bệnh đau dạ dày. Cảm ơn chuyên gia với những cái chia sẻ rất là hữu ích cho khán giả của chương trình vừa rồi ạ. Vâng, như vậy là qua những chia sẻ của chuyên gia vừa rồi thì có thể thấy là căn bệnh đau dạ dày diễn biến rất phức tạp và nó không phân biệt bất kỳ một cái đối tượng nào cả. Chính vì thế thì theo quan niệm của ông bà ta thì phòng bệnh hơn chữa bệnh. Quý khán giả hãy chú ý hơn trong các cách ăn uống sinh hoạt của mình để có thể phòng bệnh một cách tốt nhất. Và đối với quý vị khán giả thì để được tư vấn về những cái trường hợp bệnh cụ thể khác nhau thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0823 800 102, hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 15@gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live của chúng tôi đến đây là hết. Và quý vị hãy nhớ theo dõi chương trình của chúng tôi vào khung giờ 20 giờ hàng ngày trên kênh IDC Live. Vâng, và nếu quý vị không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe hữu ích nào của chúng tôi thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.